Chào mừng bạn đế với bộ truyện Sư huynh của ta quá mạnh Tại website nữ hoàng truyện com Hay kênh youtube chị google đọc truyện Truy cập website nữ hoàng truyện com Để nghe chuyện mp3 nhanh hơn Rồi chúng ta bắt đầu nghe nội dung bộ truyện Từ chương 1501 đến chương 1510 Chương 1501 Ta người này nhất ưa thích điệu thấp làm việc Tả công tử, hoan nghênh, hoan nghênh Tả công tử cũng là lăng tiêu phái đệ tử Là nội môn đệ tử Lữ thiếu khanh cùng Tiêu Y Trương Cẩm là lần đầu tiên gặp, nhưng trước mặt vị kia hắn đã rất quen thuộc lạc. Tạ Sùng, làng Tiêu phái bích vân phong nội môn đệ tử, Thiên Phú hơn người, hiện tại đã là trúc cơ kỳ 9 tầng, nghe nói rất nhanh liền có thể tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Tạ Sùng cùng hai người khác mang theo đại phái đệ tử ngạo khí đi tới. Đối với đi lên nghênh đón bọn hắn, Trương Cẩm cũng là chỉ chọn gật đầu mà thôi. M. -vote TW, com cho chúng ta an bài một gian phòng tạ sùng ngữ khí lạnh nhạt, hôm nay bản công tử ở đây mở tiệc chiêu đãi quy nguyên các hai vị sư huynh. Nguyên lai là quy nguyên các cao đồ, ta là nơi này quản sự, hoan nghênh, hoan nghênh. Trương Cẩm không nói nhảm, mang theo ba người đi vào một gian phòng. Không đến đến căn này phòng về sau, tạ sùng có chút không vui, trương quản sự, đây là có chuyện gì? Đây là các người quán rượu tốt nhất phòng, vẫn là nói người cảm thấy ta cùng hai vị sư huynh không xứng tại các người tốt nhất phòng ăn cơm tạ sùng ngữ khi bất thiện ánh mắt như kiểu lưới kiếm sắc bén nhìn chằm chằm trương cẩm trương cẩm suốt mồ hôi chán đây là lăng tiêu phái cùng quy nguyên các người không phải hắn một cái tiểu tiểu quản sự có thể chọc nổi hắn vội vàng giải thích tạ công tử không phải ta không nghĩ mà là tốt nhất phòng đã có người a à, ai vậy tạ sùng xem thường để hắn nhường lại đi bản công tử có thể cho hắn một chút đền bù trương cẩm nói nghe người ta nói là quý phái thiên ngự phong thân truyền đệ tử lữ công tử cùng tiêu tiểu thư, lữ thiếu khanh, tạ sùng lập tức lấy làm kinh hãi, quy nguyên các hai vị thanh niên cũng lộ ra vẻ giật mình. là kế ngôn sư huynh chỗ thiên ngự phong sao, kế ngôn trước đây không lâu tại ba đại môn phái tụ hội trên đại xuất danh tiếng, cho bọn hắn những này tu sĩ lưu lại ấn tượng khắc sâu. nói kế ngôn là ba đại môn phái thế hệ tuổi trẻ bên trong thứ một tên, cũng không có người sẽ phản đối. vị này lữ sư huynh cũng hẳn là rất mạnh a. À. Quy Nguyên Các trong hai người một cái chương chính nói, trên mặt hắn mang theo kính nể, kế ngôn biểu hiện không thể bắt bẻ, cho dù là Quy Nguyên Các người cũng không sinh ra tới đối kháng suy nghĩ. Nhất phong song kiêu sao, một vị khác người trẻ tuổi tên là Ngô Thiên Tung cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Bất quá, tạ sùng đang giật mình qua đi, lại là mặt mũi tràn đầy coi nhẹ. Ngô Sư Huynh, không tồn tại nhất phong song kiêu, kế ngôn Sư Huynh là sự kiêu ngạo của chúng ta, như vậy Lữ Thiếu Khanh sư huynh thì là chúng ta sỉ nhục. Nói thật ra, gặp được ngoại nhân, chúng ta đều không muốn nhắc lên hắn. Trương Chính đến hứng thú, nói thế nào? Trương Cẩm cũng vểnh tai, hắn mặc dù lại tới đây đã rất lâu rồi, nhưng là liên quan tới Lữ Thiếu Khanh sự tình hắn cơ hồ không có như thế nghe nói. Quá vô danh, hắn thậm chí hồ đều không biết rõ Thiên Ngự Phong có như thế số một nhân vật. Bất quá cũng là không có biện pháp, Thiên Ngự Phong trói mắt nhất trói mắt chính là kế ngôn liền ngay cả sư phụ thiều thừa tại loại này quang mang phía dưới cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Nói như thế nào đây, người này dùng hai chữ khái quát chính là lười cùng phế. Lười đây, là bởi vì hắn cơ hồ không thế nào tu luyện, thực lực không biết rõ có hay không đến chút cơ kỳ. Phế, dĩ nhiên chính là phế vật, nếu là hắn ở thế gia bên trong chính là hoàn khố đệ tử. Trưởng môn cùng trưởng lão nhóm đối với hắn loại hành vi này từng nhiều lần phê bình, nhưng hắn ỷ có sư phụ che chở chưa hề không để ý tới cho nên nói về phần các ngươi rất ít nghe nói sự tích của hắn là bởi vì chúng ta lăng tiêu phái đệ tử đều cảm thấy mất mặt không muốn ở bên ngoài nhấc lên hắn thì ra là thế a à. trương cẩm sau khi nghe xong trong lòng khinh thị nguyên lai là một cái hoàn khố trách không được cuồng vọng như vậy đem ta đuổi ra Mô thiên tung nói đã hắn là như thế này vì sao thiên ngự phong phong chủ sẽ thu hắn làm đồ đâu Tạ Sùng nói, điểm ấy chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng tục truyền nói, kế ngôn sư huynh đối với hắn rất tốt, có lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân mới được thu vào Thiên Ngự Phong. Dù sao có thể đạt được kế ngôn sư huynh, những người khác tiện thể cũng là đáng. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung gật đầu, biểu thị đồng ý. Nếu như kế ngôn nguyện ý bái nhập Quy Nguyên Các, coi như kế ngôn muốn dẫn lấy 100 cái, 1000 cái phế vật, Quy Nguyên Các cũng nguyện ý chiêu đơn thu hết. Trương Cầm sau khi nghe xong, đối lữ thiếu khanh đã không cần thiết hắn đối tạ sùng nói tạ công tử phải chăng cần phải đi để hắn đem phòng nhường lại đâu tạ sùng nghĩ nghĩ nói được rồi không cần đi hắn mặc dù xem thường lữ thiếu khanh nhưng là lữ thiếu khanh là thân truyền đệ tử thân phận so với hắn cái này nội môn đệ tử cao hơn được nhiều hắn không dám vì tiện đi đắc tội đồng thời hắn cũng sợ bởi vậy chọc tới kế ngôn kế ngôn tại lăng tiêu phái nhân khí rất cao chọc tới kế ngôn là tử tuyệt tại lăng tiêu phái. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung liếc nhau, hai người đồng thời xem hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Trương Chính cười nói, tạ huynh, hai người chúng ta muốn đi quen biết một chút vị này lữ sư huynh, không biết rõ có thể hay không. Tạ Sùng có chút trần chờ, cái này, nói thật, hắn cùng lữ thiếu khanh không quen, gặp qua lữ thiếu khanh số lần ít đến thương cảm. Nói thật, lăng tiêu phái đệ tử bên trong có không ít người một lần đều chưa thấy qua lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh vắng mặt môn phái đại hội không chỉ một lần hai lần cho nên có chút đệ tử vào cửa về sau thật đúng là chưa thấy qua lữ thiếu khanh tạ sùng cũng là tại một lần môn phái đại hội bên trong cách xa xa nhìn thoáng qua ngô thiên tung nói tạ huynh ngươi sẽ không phải là sợ hắn a à. dính đến nam nhân mặt mũi tạ sùng lập tức cứng cổ nói nói đùa ta tạ sùng làm sao lại sợ hắn trương chính nói đến chúng ta đi quen biết một chút đi dù sao có thể cùng lăng tiêu phái thân truyền đệ tử đáp lên quan hệ đây là rất khó được huống chỉ hắn vẫn là kế ngôn sư huynh sư đệ nếu như có thể thông qua hắn cùng kế ngôn sư huynh đáp lên quan hệ vô luận là đối người ta đều có chỗ tốt tạ sùng nghe xong cũng thế lúc này gật đầu tốt ra chúng ta đi bái phỏng một cái lữ sư huynh trương cẩm vui thấy kỳ thành làm nhân tình hắn như thế nào nhìn không ra trương chính cùng ngô thiên tung không có hảo ý đâu nhưng hắn không có vạch trần hắn ngược lại hấp tấp dẫn đường. Trên đường Ngô Thiên Tung lần nữa hỏi Tạ Sùng, Tạ Huynh, thực lực của hắn thật đồng dạng. Tạ Sùng khẳng định gật đầu, tất cả mọi người nói như vậy, liền liền trưởng môn đều nói hắn là một cái quỷ lười, chương 1502. Hao lông hồ ly, thủ vệ mấy cái sĩ binh ngây dại, hồ tuyết cũng ngây dại. Phản tổ đẳng cấp huyết mạch, bao lâu chưa nghe nói qua rồi. Tiêu y thì hưng phấn ôm đại bạch, xoa đầu của nàng, ha ha, đại bạch thật tuyệt. Đại Bạch nghe được huyết mạch của mình độ tinh khiết là phản tổ đẳng cấp, nhịn không được lộ ra ngạo nghệ ánh mắt, thậm chí còn đắc ý đối Tiểu Bạch làm một cái mặt quỷ. Tiểu Bạch buồn bực vuốt vuốt cái mũi. Tốt, đi vào đi. Lữ thiếu khanh nhíu một cái lông mày, các binh sĩ đờ đẫn phản ứng để Lữ thiếu khanh cảm thấy không ổn. Trở lại, phản tổ huyết mạch. Trời ạ, à, ta là lần đầu tiên gặp, thế mà gặp gỡ ở nơi này phản tổ huyết mạch tồn tại, đây là thú thần chiếu cố sao? Thủ thành sĩ binh kinh úy nhìn qua Lữ Thiếu Khanh một đoàn người biến mất phương hướng, kinh thán không thôi. Mau đem tin tức này báo cáo. Sau khi vào thành, Lữ Thiếu Khanh hỏi Hồ Tuyết, làm sao? Phản tổ huyết mạch rất ít gặp. Hồ Tuyết đến bây giờ mới hồi phục tỉnh thần lại. Hắn nhìn qua đại bạch ánh mắt mang theo thật sâu sỏ hãi thán phục. Đớ, U chỉ hiếm thấy, đơn giản hiếm có, đã thật lâu chưa nghe nói qua có phản tổ đẳng cấp huyết mạch xuất hiện. Liền xem như tứ đại vương tộc nhất dòng chính tộc nhân cũng không có người nào là phản tổ đẳng cấp huyết mạch. Hồ Tuyết sau khi nói xong, hắn ánh mắt nhịn không được rơi vào Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn cùng Tiêu Y ba người trên thân. Vô luận là đại bạch, tiểu bạch đều không phải là chủ yếu người nói chuyện. Chân chính người nói chuyện là Lữ Thiếu Khanh tam sư huynh muội. Trên đường đi, Hồ Tuyết quan sát vô số lần, đều nhìn không ra Lữ Thiếu Khanh ba người bản thể là cái gì. Đại bạch huyết mạch cấp bậc là phản tổ, tiểu bạch huyết mạch cấp bậc là ưu tú như vậy lữ thiếu khanh ba người huyết mạch đẳng cấp sẽ là cái gì ưu tú vẫn là phản tổ cái kia hung tàn tiểu nha đầu huyết mạch của nàng đẳng cấp lại là cái gì lữ thiếu khanh một đoàn người thân phận để hắn hiếu kỳ không thôi lữ thiếu khanh nghe được tứ đại vương tộc có vẻ như cũng không có phản tổ đẳng cấp huyết mạch nhịn không được khinh bỉ một cái như thế đồ ăn cũng không cảm thấy ngại tự xưng vương tộc cái này mèo to là sư muội ta nhặt được là một cái mèo hoang. Một cái mèo hoang có vương tộc đều không có phản tổ huyết mạch, những cái kia vương tộc không phải đồ ăn, là cái gì? Đại bạch nhíu lại cái mũi, bất mãn kháng nghị, ta mới không phải mèo hoang. Liền xem như lang thang cũng phải là lang thang hổ, hồ tuyết lại một lần em mờ lặng, dám nói vương tộc món ăn, cũng chỉ có trước mắt lữ thiếu khanh. Chẳng lẽ bản thể của hắn là báo tộc sao, cũng chỉ có báo tộc mới có thể như thế phách lối lón mật. Tiêu y nghe được phản tổ huyết mạch như thế khan hiếm, nhịn không được lo lắng, nàng lôi kéo đại bạch tay, có thể hay không rước lấy phiền phức. Hồ tuyết trần chờ một cái, cuối cùng khẳng định gật đầu, sẽ, đại bạch tiền bối bản thể là hổ loại nhất tộc, hổ tộc bên kia biết rõ về sau, khẳng định sẽ phái người tới. Thậm chí, xưng một cái, hồ tuyết mới nói, thậm chí, bọn hắn sẽ muốn cầu đại bạch tiền bối trở về trong tộc. Thiên hạ đồng loại là một nhà, chỉ cần huyết mạch thuần khiết, Đều có thể trở thành bọn hắn tộc nhân. Hồ tuyết nữ khí nhịn không được hâm mộ, đến thời điểm trở thành hồ tộc, bằng vào thuần chính huyết mạch, ngày sau cũng có thể trở thành chúng ta vương. Trở thành đi thú tộc vương, có thể nói một bước lên trời, tương lai đều có thể, thành tựu không thể đoán trước. Bất quá hồ tuyết sau khi nói xong, rõ ràng nhìn thấy đại bạch trên mặt hiển hiện coi nhẹ biểu lộ, giống như trở thành đi thú tộc vương đối nàng một điểm lực hấp dẫn đều không có. Tiêu y mấy cái cũng là không sai biệt lắm biểu lộ tiêu y rất coi nhẹ, vương. Rất nhiều bức sao, phát giác được đám người đối vương ghét bỏ, hồ tuyết cảm thấy rất thụ thương, các người còn có phải hay không đi thú tộc. Không biết rõ đi thú tộc vương có bao nhiêu lợi hại sao. Hắn có chút thẳng tắp lồng ngực, tựa hồ chính nói tới vương để hắn tự hào, mấy vị tiền bối, không nên coi thường vương, trở thành đi thú tộc vương, có thể có được đếm xem không hết tài nguyên, thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có thể chính mình được lợi, chính mình bằng hữu tộc nhân cũng sẽ đi theo được lợi hồ tuyết sau khi nói xong tiêu y vẫn là khinh bỉ dừng a à. cơ hồ là lỗ mũi phun ra coi nhẹ hồ tuyết càng thêm thụ thương vừa định nói tiếp nói đi thú tộc vương có bao nhiêu lợi hại thời điểm lữ thiếu khanh mở miệng tốt những chuyện nhỏ nhặt này đừng nói nữa cho chúng ta tìm chỗ ở đi nhỏ việc nhỏ hồ tuyết kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng thật lâu mới chậm qua một hơi đến hắn nhẹ nhàng vỗ chính mình ngực tiền bối muốn hay không đi vương đình lĩnh thưởng kim đâu. Không vội, trước ở lại lại nói, hắn ngược lại là nghĩ, thế nhưng là không có cái ô ý chứng cứ chứng minh hắn đã thương xả điều, hắn đi cũng vô dụng, ngược lại dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Hắn đối hồ tuyết nói, trước mang chúng ta đi ngươi hồ tộc chỗ ấy ở lại đi. Nhưng mà hồ tuyết lại nở nụ cười khổ, tiền bối, ta huyết mạch không thuần, trong tộc cũng không tính nhận ta. Ta hiện tại đi liền cửa chính đều vào không được, dạng này a à, chúng ta ở chỗ nào ở khách sạn đi lữ thiếu khanh lộ ra vẻ làm khó ở khách sạn chẳng lẽ tiền bối không muốn ở khách sạn hồ tuyết sắc mặt cổ quái ngươi sẽ không phải nghĩ đến ở cái gì động thiên phúc địa a đây cũng không phải ta chỉ là đau lòng ngươi linh thạch dù sao ở khách sạn cũng muốn không ít linh thạch đi hồ tuyết lại muốn thổ huyết đối mặt lữ thiếu khanh hắn thật rất muốn nhả rãnh ngươi lợi hại như vậy tiền bối nói lời này có ý tốt sao một điểm đỏ mặt đều không có trên đường đi phí qua đường ta ra hiện tại phí ăn ở cũng muốn ta ra ngươi làm ta là cái gì rồi mọc đầy lông dê béo sao ta là hồ ly không phải dê béo có thể hay không đừng bắt lấy ta một người dùng sức hao hồ tuyết mặc dù không phải đau lòng linh thạch yêu thú nhưng lữ thiếu khanh bắt lấy hắn đến hao phiền muộn là tất nhiên phiền muộn thì phiền muộn linh thạch vẫn là phải ra hồ tuyết mang theo lữ thiếu khanh giàn xếp thời điểm một tin tức cũng cấp tốc tại kỳ thành đông đảo trong thế lực truyền bá ra. Cái gì, phản tổ đẳng cấp huyết mạch, nói đùa cái gì, phản tổ đẳng cấp huyết mạch xuất hiện, vẫn là chúng ta hổ tộc người, thú thần che chở, đây là chúng ta hổ tộc lang thang bên ngoài tộc nhân, nhất định phải tiếp nàng trở về nhận tổ quy tông. Xuất hiện một cái có được phản tổ huyết mạch hổ tộc, còn có một đồng, bạn là chúng ta viên tộc người. ưu tú đẳng cấp huyết mạch, đi, tìm hiểu rõ ràng, bọn hắn là lai lịch gì. Hừ, chúng ta chó tộc cũng không thể để hồ tộc tiếp tục đắc thế. Hắc hắc, Kỳ Thành muốn không bình tĩnh, chúng ta hồ tộc lại có thể từ trong đó được cái gì chỗ tốt đây? Chương 1503. Phong nhã chi thú, liền nên đi phong nhã chi địa. Hồ Tuyết mang theo Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đi tìm địa phương ở lại, thu xếp tốt. Lữ Thiếu Khanh bên này tức giận bất bình, ăn cướp a, một ngày năm vạn mai linh thạch, Kỳ Thành nơi này không có thú quản quản sao? Sau đó đối Hồ Tuyết nói: người cũng sẽ không giết ép giá. Cứ như vậy tùy ý xâm lược, không được a, à, người quá mềm yếu. Hồ tuyết mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc đến càng lâu, hồ tuyết thì càng khó đối Lữ Thiếu Khanh sinh ra kính nể chi tâm. Lắm mồm, vô sỉ, không muốn mặt tính cách thực sự khó mà để cho người ta đem hắn cùng cao thủ hai chữ liên hệ tới. Vẫn là bên cạnh kế tiền bối tốt, cao nhân bộ dáng hiển thị rõ liền liền tiêu tiền bối cũng thế, mặc dù vấn đề rất nhiều, nhưng là dáng dấp đáng yêu, ngọt ngào, không khiến người ta chán ghét. Muốn hay không báo cảnh, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục tại hồ tuyết bên tai kít lệch ra, không thể để cho gian thương khi dễ như vậy người. Tiền bối, nếu như người đau lòng ta linh thạch, không bằng ngươi đến cho. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngậm miệng, cười ha hả, ai nha, thời tiết như vậy thật tốt, có thể ra ngoài đi dạo. Nói sang chuyện khác, không có nửa điểm đột ngột, đi nơi nào có thể tìm hiểu tin tức như thế tự nhiên thông thuận nói sang chuyện khác hồ tuyết thấy trong lòng tặc khó chịu chẳng lẽ muốn trở thành cao thủ vô sỉ không muốn mặt là hàng đầu sao mặt không biểu lộ nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh thật lâu hồ tuyết đợi đến trong cơ thể mình huyết khí sau khi bình tĩnh lại mới hỏi không biết rõ tiền bối muốn tìm hiểu tin tức gì lữ thiếu khanh tìm cái có bế quan nhiều năm cùng thế giới này thật sâu lệch quỹ đạo phải đi nghe một chút tươi mới tình báo tin tức để cho mình mau chóng dung nhập thế giới này. Hồ Tuyết trong lòng có mấy phần nghỉ hoặc, nhưng cũng không có quá nhiều hoài nghỉ. Hắn trước kia tại kỳ thành sinh hoạt qua, nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, tìm hiểu tình báo, tốt nhất chính là hổ lâu. Hổ lâu, tiêu y lập tức lại gần, cái gì đồ vật, là lão hổ mở lâu sao? Hồ Tuyết gật đầu, không sai, tứ đại vương tộc tại kỳ thành đều có sản nghiệp của mình, quán rượu, trà lâu vân vân. Hổ lâu là hổ tộc mở quán rượu, là lớn nhất, náo nhiệt nhất địa phương vương tộc cùng cái khác thực lực thế hệ trẻ tê buổi đều ưa thích đi chỗ đó tụ hội lữ thiếu khanh sờ lên cầm phỏng đoán dựa theo nói như vậy hẳn là có hồ ly lâu a à. tiêu y lập tức thở phì phò nói nhị sư huynh không cho phép ngươi đi uống hoa tử uống hoa tử ta liền phải ngồi xổm cửa ra vào không tốt đẹp gì lữ thiếu khanh không nhìn tiêu y nhìn chằm chằm hồ tuyết chờ đợi câu trả lời của hắn hồ tuyết gật đầu hồ tộc hoàn toàn chính xác mở mấy gian, bất quá không gọi hồ ly lâu, mà gọi là phong nhã lâu. Ta sát, không hổ là hồ ly, so lão hổ lộ ra có văn hóa nhiều. Lữ thiếu khanh đối với cái này biểu thị khẳng định, danh tự này cũng rất thích hợp ta, phong nhã chi thú, liền nên đi phong nhã chi địa, quyết định, liền đi phong nhã lâu. Lón như vậy, còn không có gặp qua hồ ly tinh, cũng chưa từng thấy qua hồ ly tỉnh khiêu vũ. Tới nơi này, không nhìn tới nhìn, thiên lý nan dung tiêu y trực tiếp mắt trọn trắng thở phì phì nói nhị sư huynh ta muốn nói cho sư phụ thật là tại nhân giới muốn uống hoa tử đi vào yêu giới còn muốn uống hoa tử nói đi đã ngươi quyết định đâm thọc ta liền không mang theo ngươi đi phản sư muội còn muốn quản sư huynh tiêu y lập tức đổi giọng đừng nhị sư huynh miệng của ta nhất nghiêm đánh chết ta cũng sẽ không nói cho sư phụ bên cạnh hồ tuyết bó tay rồi lập trường đâu tiết tháo đâu nhìn xem tiêu y dắt lữ thiếu khanh quần áo lấy lòng tiếu dung tốt giống tiểu cầu đồng dạng hồ tuyết nhịn không được suy đoán hẳn là tiêu tiền bối là xuất từ loài chó nhất tộc uy làm gì ngẩn ra dẫn đường a lữ thiếu khanh đối hồ tuyết phất phất tay để hắn hoàn hồn nhị sư huynh dẫn hắn cùng một chỗ sao tiêu y không hiểu muốn tìm hiểu tiểu hồng tin tức mang lên hồ tuyết chẳng phải là để hắn biết rõ rồi đến thời điểm không chừng sẽ để cho hồ tuyết hoài nghi thân phận của bọn hắn Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn qua Tiêu Y, hỏi, đến thời điểm, người đưa tiền sao? Mã Đức, Hồ Tuyết nghe vậy, tại chỗ tựa như quay đầu trở về gian phòng của mình, nhắm mắt làm ngơ, không muốn đối Lữ Thiếu Khanh. Còn muốn tiếp tục hao ta lông hồ ly, đi loại kia địa phương, còn muốn ta mời khách, ta lớn rồi như thế lớn, ngây trăm tuổi, còn không có gặp qua như người loại này cái gọi là tiền bối. Tiền bối, Hồ Tuyết một trăm cái không tình nguyện đi hồ tộc địa phương, chúng ta vẫn là đi hồ lâu đi chỗ ấy nhiều người, tản tin tức cũng nhiều, là một cái phù hợp tiền bối địa phương. Không được, liền đi phong nhã lâu, Lữ Thiếu Khanh đặt quyết tâm, không vì cái gì khác, liền là nhìn hồ ly tỉnh khiêu vũ cũng nhất định phải đi một chuyên. Hồ tuyết trên mặt vẻ làm khó càng tăng lên, tiền bối, không bằng ta cho ngươi chỉ đường đi. Làm sao, Lữ Thiếu Khanh nhìn ra được hồ tuyết khó xử, người có nỗi khổ tâm. Tốt ra, không miễn cưỡng ngươi, hồ tuyết trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, xem ra tiền bối cũng không phải cố tình gây sự người. Cảm tạ tiền bối thông cảm, Lữ Thiếu Khanh thì ai một tiếng, phối hợp nói, đến thời điểm náo, cũng không biết rõ sẽ làm sao dạng đây. Ta loại này ngăn cách lâu như vậy lão ngoan đồng đến thời điểm nhịn không được đánh chết mấy cái vương tộc công tử tiểu thư, nên làm cái gì? Ngoà tào, hồ tuyết lập tức giật nảy mình, hắn ánh mắt nhịn không được rơi trên người tiểu hắc, tiểu hắc này lại sâu trên người đại bạch, lay lấy đại bạch cánh tay tại đáng thiên thu trắng trắng mềm mềm, béo ị, một cái ba bốn tuổi tiểu hài tử, nhìn mười phần đáng yêu. Nhưng mà đáng yêu phía dưới lại ẩn giấu đi tàn bạo. Một cước có thể đạp chết một vị nguyên anh hậu kỳ, vạn nhất đến thời điểm nàng lại là dạng này đột nhiên xuất thủ đạp chết mấy người. Không nói là nguyên anh hậu kỳ, liền xem như kết đan kỳ, chúc cơ kỳ vương tộc dòng chính cũng đủ làm cho kỳ thành nổ tung. Chính mình không đi theo không được a à. đi theo còn có thể có cơ hội khuyên can một cái, không đi theo, chờ lấy nổi từ trên trời hạ xuống đi, nếu không nữa thì đi cùng, biết rõ chuyện gì xảy ra, coi như muốn chết, cũng là có thể bị chết hiểu không là. Hồ tuyết cuối cùng buồn bực mang theo lữ thiếu khanh, tiêu y cùng. Ba nhỏ đi ra ngoài, kế ngôn một mình tại khách sạn. Trên đường đi chậm rãi đi đường, hào hào thưởng thức một phen kỳ thành náo nhiệt về sau, cả đám đi vào phong nhã lâu. Nhưng mà đi vào phong nhã lâu về sau, hồ tuyết lại cảm giác được có chút không đúng, tiền bối, sự tình không thích hợp, chương 1504. Hồ Ly Tinh, Hồ Tuyết vào cửa, nhìn đến đây thế mà không có mấy cái khách nhân, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Có cái gì không đúng kình, vẫn như cũ là hiếu kỳ tiêu y cái thứ nhất mở miệng. Nàng tay trái nắm đại bạch, tay phải ôm tiểu hắc, còn phải nhìn chằm chằm không an tĩnh được tiểu bạch. Nàng cái này linh sủng sẻng phân quan bề bộn nhiều việc. Nhưng cho dù bận rộn nữa, cũng không che giấu được nàng viên kia hiếu kỳ trái tim người quá ít, Hồ Tuyết nói khe với Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y nói, kỳ thành mỗi một ở giữa phòng nhã lâu đều sẽ kín người hết chỗ, có thời điểm còn phải xếp hàng mới có thể đi vào tới. Hôm nay bộ dạng này ngược lại lộ ra rất khác thường. Lữ Thiếu Khanh nhìn lướt qua, trong đại sảnh, lui tới đều là phong nhã lâu hạ nhân, mỗi một cái đều là xinh đẹp cô nương. Bất quá trên người các nàng còn mang theo rõ ràng bản thể đặc thù. Thực lực phù phiếm cực kỳ, xem xét liền biết không phải là chính mình tu luyện tới. Xem ra đều là lấy đan dược hoặc là cái khác thủ đoạn để bọn hắn nhanh chóng đạt được có thể hóa hình cảnh giới. Mà những người này cảnh giới có lẽ cả một đời liền chỉ là cảnh giới này, rất khó tăng thêm một bước. Những này hạ nhân xuyên thẳng qua trong đại sảnh, tại thu thập thanh lý cái bàn, triệt hồi phía trên thịt rượu, một lần nữa trải qua mới. Nhìn xem những cái kia bốc lên nhiệt khí thịt rượu, tựa hồ trước đó khách nhân vừa mới ly khai không lâu. Như thế khác thường dáng vẻ, để Hồ Tuyết trong lòng lo lắng chính mình ly khai kỳ thành quá lâu nơi này phát sinh sự tình không có quan hệ gì với hắn cho nên dưới mắt hắn căn bản không biết rõ phong nhã lâu nơi này xảy ra chuyện gì cuống chỉ từ vào cửa đến bây giờ thế mà liền một cái người tiếp đãi đều không có quy công đâu cả sai vặt đâu tiền bối không bằng chúng ta trước ly khai đối mặt không biết sự tình tốt nhất biện pháp chính là thối lui yên lặng theo dõi kỳ biến chúng ta đi qua khác phong nhã lâu như thế nào lữ thiếu khanh lại không đồng ý người đã già cũng mệt mỏi không thể đi nữa cứ như vậy đi người lão không còn chút sức lực nào người tại sao không nói người cốt chất lơi lỏng hồ tuyết bên này phiền muộn đến thổ huyết quả nhiên trước mắt bối ra hỏa không có một cái nào là dễ nói chuyện hồ tuyết bên này phiền muộn thời khắc liền thấy lữ thiếu khanh tiến lên trực tiếp bắt lấy một cái tiểu cô nương hỏi ta ngồi chỗ nào tiểu cô nương ngạc nhiên hồ tuyết cũng ngạc nhiên không thể nào ngươi cho rằng người ta nhận biết ngươi sao lại tới đây tùy tiện hỏi ngươi là nơi này khách quý sao người cái này lão ngoan đồng lần đầu tiên tới ngươi có hiểu quy củ hay không ngay tại hồ tuyết trong lòng âm thầm khinh bi lữ thiếu khanh thời điểm bỗng nhiên có một đạo bóng người từ phía sau ra công tử người vị trí ở bên kia mời một cái thân mặc đỏ sậm váy dài lộ ra hai bên trắng như tuyết bả vai tay cầm tơ tằm khăn nhẹ nhàng vung vẩy nữ nhân nàng một đôi mắt có thể câu hồn đoạt phách cười mỉm nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Bên kia sao, tốt, Lữ Thiếu Khanh tựa hồ đã sớm dự liệu được, không có bất kỳ kinh ngạc, trực tiếp hướng đi nữ nhân nói tới vị trí. Ở đại sảnh phía trước, cơ hồ là tốt nhất vị trí bên trên, trưng bày một chương bốn phương bàn, phía trên bày mấy thứ thịt rượu, sắc hương vị đều đủ. Nữ nhân giấy ruộng dáng người, phong tình vạn trùng, nhưng mà rơi ở trong, mắt tiêu y, lại là toàn thân để lộ ra tao khí. Hồ ly tinh, tiêu y không nhịn được thì thầm một tiếng, hung hăng khinh bỉ. Hồ ly tinh hóa hình, cũng phải đem bộ ngực khiến cho lớn như vậy. Thật sự là ghê tởm, lữ thiếu khanh ngồi bên kia sau khi xuống tới, nữ nhân quay tới, đối hồ tuyết hô, hồ tuyết, người còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ, thời gian tới hầu hạ công tử, ngữ khí mang theo giọng ra lệnh ở bên trong, cũng không có đem hồ tuyết để vào mắt. Tiêu y ghé mắt nhìn qua bên cạnh hồ tuyết, hồ tuyết biểu lộ rất khó coi. Nhận biết, Hồ Tuyết gật gật đầu, nói ra nữ nhân thân phận, nàng gọi Hồ Mị, là hồ tộc người, nàng cùng ta, là cùng thế hệ, mà lại, huyết mạch của nàng độ tinh khiết so ta còn thấp hơn. Tiêu y kỳ quái, vì cái gì nàng có thể ở chỗ này, người lại bị đuổi đi ra. Hồ Tuyết biểu lộ trở nên phức tạp, chậm rãi mở miệng, nói ra nguyên nhân, nàng là nữ. Minh bạch, hồ ly cái dù sao cũng so hồ ly được có càng tác dụng lớn hồ tuyết dạng này huyết mạch không thuần tộc nhân đuổi ra kỳ thành có thể làm bộ dáng cho người trong thiên hạ nhìn hồ mị những này tộc nhân thì có thể tại phong nhã lâu loại này địa phương tốt hơn phát huy ra tác dụng của mình là trong tộc hết sức tiêu y cùng hồ tuyết tới về sau hồ mị ánh mắt giống như cười mà không phải cười đánh giá hồ tuyết đã lâu không gặp a về khoảng cách lần gặp gỡ đã qua trên trăm năm đi thật sự là hâm mộ các ngươi loại này có thể ở bên ngoài sông sáo tộc nhân thanh âm dễ nghe nhưng là bên trong trào phùng ý tứ làm sao cũng không che giấu được. Hồ Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, lười nhác trả lời Hồ Mị vấn đề. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua hai người, hỏi Hồ Tuyết, người đem nàng lên, sau đó nhấc lên quần không nhận người. Nghe nói Hồ Ly Dâm đãng lạm giao, hẳn là bọn hắn không quan tâm họ hàng gần những này. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hai người, âm thầm suy đoán. Phốc, Hồ Tuyết muốn thổ huyết, Hồ Mị cũng là sắc mặt đỏ lên, tay phải gắt gao nắm chặt tơ tầm khăn, nếu không phải trong tộc tới mệnh lệnh, hảo hảo chiêu đãi Lữ Thiếu Khanh, mà lại nàng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh nội tình, không phải nàng đã sớm để cho người ta đến đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Những ngày mùi thối oanh thiên bọn cầm thú, không có mấy cái là đồ tốt. Hồ Mị trong lòng đại hận, bất quá nàng không hổ là phong nhã lâu lão bản, nàng đè ép trong lòng khó chịu, hơi hai cái hô hấp về sau, tiếp tục qua tơ tầm khăn, tựa hồ vô tình hay cố ý từ Lữ Thiếu Khanh trước mặt phất qua, mùi thơm xông vào mũi. Công tử nói đùa, ta cùng hắn a, à, là đường huynh muội đây. A, à, đường huynh muội a, à, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, lộ ra bừng tỉnh dáng vẻ, nguyên lai dạng này, vừa rồi thái độ của ngươi để cho ta cho là hắn là người phụ tâm đây. Tiêu Y ngồi tại phía trước bàn, nhìn qua phía trên mỹ vị, bên người ba nhỏ đã tại chảy nước miếng, nhìn đều rất ăn ngon dáng vẻ. Nhị sư huynh, đây là chúng ta điểm sao? Là người ta mời, Hồ Mị lại cười, nhiệt tình đối Tiêu Y nói, Tiêu tiểu thư không sai đây là mời mây vị đều là chúng ta phong nhã lâu rượu ngon nhất đồ ăn đang khi nói chuyện bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng cười ha ha hồ mỹ ngươi cái này tao hồ ly ở đâu đón lấy liền có mấy cái người trẻ tuổi xông vào chương một nghìn năm trăm linh năm lần lượt người tới một người cầm đầu người trẻ tuổi thân mang cẩm y mặt mũi tràn đầy kiêu căng nhanh chân đi tới tới cùng sau lưng hắn mấy người trẻ tuổi mặc dù cũng là hình người dáng người nhưng là có bên trong miệng còn lộ ra hai cái răng nanh, diện mạo xấu xí. Có còn mang theo một đầu cái đuôi chó, có hai tay là cầu chảo. Đều là hóa hình không hoàn toàn loài chó. Nhìn thấy những người này, không cần hồ tuyết giới thiệu, Lữ Thiếu Khanh cũng đoán được bọn họ là ai. Hồ Mỹ nghênh đón, toàn công tử, người nói cái gì trò cười đây, đến, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi, đã sớm vì ngươi chuẩn bị tốt thịt rượu. Hồ Tuyết thấp giọng là Lữ Thiếu Khanh giới thiệu người tới, em à. For DTW, com hắn là chó tộc toàn thông thắng, là chó tộc phương tử toàn đỗ đường đệ. Hiện tại tẩu thú tộc phương chính là xuất từ chó tộc, cho nên, hiện tại chó tộc uy thế như mặt trời ban trưa. Liên liền cường hãn hổ tộc, viên tộc đều bị đánh ép tới không ngẩng đầu được lên. Nha, Lữ Thiếu Khanh đối với cái này cũng chỉ là trở về một cái A chữ. Sự chú ý của hắn đều đặt ở trước mắt Mỹ thực bên trên. Nhân giới Mỹ thực thử qua, mà giới Mỹ thực cũng thử qua, còn kém yêu giới chứ ta à thử qua, nhìn xem những này bọn cẩm thú có thể làm ra cái gì mỹ thực tới. Mà hồ tuyết bên này lại suýt chút nữa phun ra, lời ta nói ngươi không nghe thấy sao, ngươi có phải hay không ngoại trừ A à chứ, sẽ không khác. Lữ thiếu khanh thuận miệng thưởng thức một cái, liền buông xuống đũa. Mặc dù còn có thể, nhưng cùng nhân giới mỹ thực không thể sánh bằng. Bất quá đại bạch ba con tiểu chút chít thì ăn uống thả cửa, làm thôn hổ yết, gió cuốn mây tan. Không lớn một một lát liền đem trên mặt bàn mỹ thực ăn đến làm sạch sẽ. Như thế Lam thôn hổ yết hành vi, để Hồ Tuyết đều nghĩ đứng xa một chút, hắn cảm thấy rất mất mặt. Hồ Tuyết trong lòng lần nữa khẳng định, cái này khẳng định là bế quan thật lâu lão ngoan đồng, sau khi xuất quan liền ăn uống thả cửa. "Ba ba, ta còn muốn." Tiểu Hắc gõ đĩa, liếm môi, biểu thị chính mình còn không có ăn no. "Lão bản, mau tới đồ ăn, điểm ấy sao đủ ăn." Hồ Tuyết nghĩ che lấy mặt mình thật sự là quá mất mặt. Hồ Mị đạt được thông chi là hảo hảo phục thị Lữ Thiếu Khanh một nhóm, mặc dù trong lòng khinh bỉ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn để cho người ta tiếp tục mang thức ăn lên. Hồ Tuyết thấp giọng thuyết phục, công tử, không bằng chúng ta tìm phòng như thế nào. Phòng ít người, nơi này đại sảnh, đến thời điểm người đến người đi, ta sợ nhau nhau đến công tử. Phòng đắt như vậy, người không đau lòng linh thạch, ta còn đau lòng đây. Lữ Thiếu Khanh quả quyết cự tuyệt hồ tuyết hận không thể đem chính mình linh thạch trốn tới để lữ thiếu khanh biết rõ phòng phí tổn hắn cấp nổi ở chỗ này đi theo lữ thiếu khanh một nhóm hồ tuyết sợ chính mình trở thành kỳ thành trò cười đến thời điểm lại nhiều linh thạch đều đền bù không được hắn thuộc thương tâm linh lại tới đây toàn thông thắng ngồi xuống bưng một chén rượu giống như cười mà không phải cười nhìn qua lữ thiếu khanh bên này nhưng là cũng không có làm cái gì lữ thiếu khanh không chịu đổi vị trí hồ tuyết còn ngoại trừ phiền muộn bên ngoài không có bất kỳ biện pháp hắn chỉ có thể buồn bực đợi ở một bên như là hạ nhân đồng dạng đón lấy lại lục tục ngo ngoe tới không ít người những người này hồ tuyết đều nhận ra tất cả đều là kỳ thành bên trong các đại thế lực người dần dần đem đại sảnh ngồi đầy mặc dù không phải vương tộc nhưng là thực lực cũng là không thể khinh thường muốn làm cái gì hoạt động sao nhìn thấy tới nhiều người như vậy về sau hồ tuyết bên này trong lòng âm thầm suy đoán đoàn người mình sẽ không phải đến nhầm địa phương a sớm biết rõ nên đem bọn hắn đưa đến địa phương khác đi tốt nhưng là hồ tuyết rất nhanh liền phát hiện không hợp lý tới những người này bọn hắn lực chú ý đều là đặt ở lữ thiếu khanh một đoàn người trên thân những người này lại tới đây dựa theo tính cách của bọn hắn không có bao xương bọn hắn đều chẳng muốn vào cửa hiện tại bọn hắn lại cam nguyện ở đại sảnh ngồi xuống mà lại ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào lữ thiếu khanh một đoàn người trên thân là hướng về phía Lữ Thiếu Khanh một đoàn người mà đến, về phần nguyên nhân, Hồ Tuyết cũng đoán được. Đơn giản là đại bạch tiểu bạch huyết mạch, đặc biệt là đại bạch phản tổ đẳng cấp huyết mạch, hồ tộc bên kia nói cái gì cũng sẽ không bỏ rơi. Liên chẳng lẽ hắn đã sớm ngờ tới một bước này, cho nên mới sẽ tùy tiện ngồi ở chỗ này. Hồ Tuyết nhìn qua ở nơi đó lạnh nhạt đập lấy linh đậu lữ thiếu khanh, trong lòng nhịn không được sinh ra một luồng hơi lạnh, nếu như là dạng này, lòng giả dạ quá sâu hồ tuyết trong lòng càng phát ra hoài nghi lữ thiếu khanh bản thể cùng hắn đồng dạng đều là hồ ly không phải không có như thế kín đáo tâm tư bất quá hồ tuyết lại suy đoán lữ thiếu khanh hân là còn có cái khác chủng tộc huyết mạch không phải vì sao lại như thế phách lối vô sỉ người tới nhiều tất cả mọi người là kỳ thành người nơi này lẫn nhau quen thuộc rất nhanh trong đại sảnh liền vang lên đám người tiếng cười vui nâng cốc ngôn hoan ăn uống linh đình đồng thời trò chuyện lên các loại đại sự nghe nói không gần nhất dẹp lông lũ xúc sinh rất là càn dỡ a à, chủ động hướng phía chúng ta khởi xướng tiến công cướp chúng ta không ít thành trì đương nhiên nghe nói bất quá đây là là cái gì đây toàn huynh vương đình bên trong có tin tức gì truyền tới sao toàn thông thắng dương dương đắc ý cười lên ha ha nghe nói phượng thành lên nội chiến cái kia màu đỏ dẹp lông bị người hạ hắc thủ biến mất không thấy gì nữa nghe nói là chính bọn hắn người làm hiện tại cố ý vừa tội danh giá họa đến trên người chúng ta, thừa cơ lợi dụng cái này cơ hội đối với chúng ta quy mô tiến công, chuyển di lực chú ý. Đám người nghe xong, nhao nhao giận dữ, vô cái bàn giận dữ mắng mỏ, thật hèn hạ dẹp lông xúc sinh. Hèn hạ vô sỉ dẹp lông, thật đáng chết. Ha ha, nói như vậy, cái kia tóc đỏ xúc sinh thật đã chết rồi. Lập tức có người cười to, chết được tốt, một cái huyết mạch không thuần tạp chủng đã sớm phải chết. Người nói lời này là một cái đại hắc hán, thần sắc dư tợn, ngữ khí mang theo thật sâu hận ý. Tiêu y nghe được nhíu chặt mày, thật sự là cầm thú. Nàng khó chịu hỏi hồ tuyết hắc hán thân phận, hồ tuyết thấp giọng giới thiệu một cái hắc hán. Hắc hán là hùng tộc dòng chính công tử, hung tí, ngàn năm trước đó hùng tộc cũng là vương tộc một trong. Lúc ấy hùng tộc có một thiên tài, rất mạnh, vượt trên tất cả cùng thế hệ hùng tộc. Cho dù huyết mạch không thuần, cũng bị hùng tộc đề cử là tộc trưởng, vốn cho rằng có thể dẫn đầu hùng tộc đi hướng cao hơn kết quả lại làm cho hùng tộc thực lực đại tổn, cuối cùng thối lui ra khỏi vương tộc hàng ngũ. Cho nên, hùng tộc đối huyết mạch không thuần người căm thù đến tận xương tủy. Theo hồ tuyết một câu rơi xuống, ngoài cửa lại đi vào hai người, bạn nghe chuyện nhanh hãy truy cập ngay trang web nữ hoàng truyện com để nghe chuyện MP3 nhanh và mới nhất. chương 1506, người tính là cái gì? Hai người đều là cao lớn uy mãnh hạng người, cùng một chỗ tiến đến. Một cái thần sắc lạnh lùng, mắt lộ ra hung quang, sắc mặt mang theo ngạo nghế, phảng phất là thiên tuyển chi tử giáng lâm, nhìn xuống thế gian hết thảy. Màu nâu nhạt lông tóc để hắn nhìn bá khí mười phần, uy phong lẫm liệt. Một cái khác thì là vừa vặn tương phản, tóc trắng bạch mi, vẻ mặt tươi cười, tiếu dung mang theo vài phần giảo hoạt ở bên trong, hai tay thon dài quá gối, nhưng lại có một loại hài hòa cảm giác. Hai người sau khi đi vào, liền đứng lặng lặng, lại làm cho bên ngoài thổi tới gió đều mang một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Đám người cũng không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Sau đó, bọn hắn đứng lên đối cửa ra vào hai nam nhân hành lễ. Vương Sĩ công tử, Nguyên Tuần công tử, rất nhiều trên mặt người lộ ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới hổ tộc cùng viên tộc thế mà lại phái hai vị này tới. Hồ Tuyết trước đó đã cùng Lữ Thiếu Khanh một nhóm nói qua tứ đại vương tộc hiện tại vương tử. Cũng chính là tộc thú tộc hậu tuyển vương tử, tứ đại trong vương tộc đều có một cái. Vương Sĩ, hổ tộc vương tử, Nguyên Tuần, viên tộc vương tử hai người sau khi đi vào, ánh mắt như điện tuần sát toàn trường, cuối cùng không hẹn mà cùng rơi vào lữ thiếu khanh một nhóm trên thân. Hồ tuyết trong nháy mắt cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. phảng phất bị thiên địch để mắt tới, thân thể không chịu được run rẩy lên. Tiêu y phát giác về sau, nhẹ nhàng vung tay lên, hồ tuyết áp lực trong, nháy mắt tiêu tán. Hồ tuyết nhịn không được đối tiêu y ném lây cảm kích ánh mắt. Vẫn là tiêu tiền bối người tốt, cái kia ra hỏa, thấy thế nào đều không đáng tin cậy vương sĩ cùng nguyên tuần nhanh chân đi tới những người khác thì ngừng thở con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người bọn họ rất nhanh vương sĩ cùng nguyên tuần đi vào lữ thiếu khanh cái bàn này từ trước mặt bọn hắn ánh mắt không có thả trên người lữ thiếu khanh mà là phân biệt rơi vào đại bạch cùng tiểu bạch trên thân lữ thiếu khanh cùng tiêu y kia là nhìn đều không xem thêm một chút vương sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm đại bạch tựa như một thanh trường kiếm sắc bén bất quá đại bạch không nhìn chi bình tĩnh ăn trên mặt bàn đồ vật Nguyên Tuần thì nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cảm gì? Ác được không được tự nhiên, bị Nguyên Tuần nhìn chằm chằm một một lát về sau, không nhịn được quay đầu nhìn hầm hầm trở về. Lộ ra chính mình sắc bén răng, khó chịu nói, nhìn cái gì? Ha ha, Nguyên Tuần cười ha ha một tiếng, không có sinh khí, ngược lại cảm thấy người phần thú vị, người gọi Tiểu Bạch đúng không? Cùng ta hồi tộc bên trong đi, đừng ở bên ngoài lãng phí huyết mạch của ngươi cùng thiên phú. Có được yêu tú đẳng cấp huyết mạch, dù là không có quan hệ máu ngủ, chỉ cần nguyện ý đưa về trong tộc, liền có thể trở thành dòng chính. Về phần phản tổ đẳng cấp huyết mạch, nguyên tuần ánh mắt nhịn không được rơi vào bên cạnh đại bạch trên thân. Trong mắt của hắn nhịn không được hiện lên hâm mộ. Phản tổ huyết mạch, không cần tu luyện, chỉ dựa vào huyết mạch độ tỉnh khiết đều có thể nhìn ép cùng thế hệ tộc nhân. Tiên hành tu luyện, tương lai đạt tới tiên tổ cái kia độ cao cũng không phải không có khả năng. Hồ tộc, lần này muốn kiếm lợi lớn. Nguyên Tuần ở trong lòng âm thầm nói Nguyên Tuần mở miệng về sau, vương sĩ cũng chậm rãi mở miệng, cùng ta trở về. Ngữ khí sinh lạnh, như là mệnh lệnh đồng dạng, đại bạch dừng lại, ngẩn đầu lên, mười phần coi nhẹ, người tính là cái gì. Bị tiêu y dùng mấy khỏa linh đậu thu phục, đi theo tiêu y một đường sông sáo, đại bạch đã sớm không phải trước đây cái kia tiểu bạch hổ. Mặc dù vương sĩ lộ ra khí tức rất cường đại, nhưng là loại này cường đại theo đại bạch lộ ra mười phần buồn cười. Bên người có lữ thiếu khanh cùng kế ngôn hai cái này ví dụ, Đại Bạch đã sớm minh bạch một cái đạo lý. Cao thủ chân chính là rất điệu thấp, trước mắt vương sĩ hận không thể đem thực lực của mình tất cả đều biểu diễn ra, dạng này người lợi hại hơn nữa cũng lợi hại không đến đi đâu. Dù là vương sĩ khí tức so với mình mạnh, nhưng Đại Bạch kia là không có chút nào hoảng. Đại Bạch một tiếng người tính là cái gì, để người chung quanh hít một hơi lãnh khí. Vương sĩ là hồ tộc vương tử, bá đạo vô song, cái gì thời điểm bị người dạng này dạng này đối đãi qua. Vương sĩ đầu tiên là sướng sờ, tại kỳ thành còn có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Thân là kỳ thành đỉnh cấp thái tử gia, còn là lần đầu tiên có người đối với hắn như vậy nói chuyện. Vương sĩ nộ khí dần dần kéo lên, tốt, tốt, vương sĩ nhìn hầm hầm đại bạch, xem ra người ở bên ngoài trôi qua rất thư thái, cho nên người không biết rõ trời cao đất rộng, cường đại khí tức để đại sảnh áp lực đại tăng, một chút thực lực thấp yêu thú đã nằm dạp trên mặt đất run lấy bảy. Cùng ta trở về, vương sĩ trực tiếp xuất thủ, một cái đại thủ hướng phía đại bạch đầu chụp tới. Không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc thịt dự định, tiểu bạch bất quá là tiểu hài tử hình thái, vương sĩ bàn tay lớn không sai biệt lắm có thể che lại đầu của nàng. Xa xa nhìn lại, phảng phất một bàn tay là có thể đem đại bạch đầu vồ nát. Hừ, tiểu bạch lại đột nhiên xuất thủ, cầm thần kinh chuyên hung hăng đập vào vương sĩ trên tay. Bành, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn trong đại sảnh a à, vương sĩ kêu thảm một tiếng hắn che lấy tay phải liên tiếp lui về phía sau mặt đất bị hắn bước ra dấu chân thật sâu đám người nhìn lại lập tức kinh hãi vương sĩ thủ trưởng máu me đầm đìa lộ ra nguyên bản diện mục móng vuốt vỡ tan mềm nhún bộ dáng như là dưa hấu đồng dạng bị tảng đá nện đến nhão nhuệt. hồ tuyết thấy cảnh này hai chân run lên kém chút hù chết quá khứ các ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Một lời không hợp liền động thủ, cái này thế nhưng là hồ tộc Vương tử, có khả năng trở thành tẩu thú tộc vương. Trước mặt mọi người bị người đem một cái tay đập nát, chuyện này như thế nào thiện rồi. Hồ Tuyết khóc không ra nước mắt, người xem thường hơi, nói lời các tiền bối căn bản không có coi ra gì. Tốt, hiện tại biết mình sẽ chết như thế nào. Vương Sĩ linh lực tuôn ra, rách dưới thủ trưởng tại linh lực trị liệu xong khôi phục, lần nữa hóa thành nhân loại thủ trưởng. Đương nhiên, cái này chỉ là mặt ngoài thương thế tốt, ở bên trong thương thế phải một đoạn thời gian. Đau nhức để vương sĩ cây ết, uôn mặt vặn vẹo, hắn gầm thét, nên, đáng chết. Ta muốn giết người cái này thối hầu tử, không cần tiểu bạch xuất thủ, nguyên tuần không vui, lạnh lùng ngăn ở vương sĩ trước mặt, vương huynh, người có chút quá. Còn em ngươi, ta cũng là hầu tử, nguyên tuần, người tránh ra cho ta, không phải đừng trách ta không khách khí. Bị tiểu bạch đánh lén, đập nát thủ trường, Khẩu khí này không kiếm về đến, ngày sau hắn còn cần hỗn sao?" Nguyên Tuần lạnh mặt nói, hắn vẫn là cái tiểu hài tử, tiểu hài tử không hiểu chuyện, là đại nhân trách nhiệm. Vương Sĩ minh bạch, ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, sát ý trong nháy mắt tăng vọt, chương 1507. "Linh thạch cho ta, người ngươi mang đi." Tất cả mọi người biết rõ Lữ Thiếu Khanh mới là đoàn người này người nói chuyện. Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần vốn là không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Không biết rõ thân phận không rõ lai lịch lại như thế nào. Nơi này là kỳ thành, cho dù có năng lực lại như thế nào. Tại thực lực cường đại trước mặt, liền xem như qua Giang Long cũng phải cuộn lại. Vương Sĩ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn ngập sát ý. Hắn không có cách nào đối đại Bạch cùng tiểu Bạch xuất thủ, như vậy thì ra tay với Lữ Thiếu Khanh đi. Chỉ có để đối phương biết rõ sự lợi hại của hắn mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chết, Vương Sĩ gầm thét một tiếng một cái tay khác hung hăng đối lữ thiếu khanh vồ xuống m v o v k có m lực đại thế chìm phát ra tiếng thét trong mơ hồ đám người phảng phất thấy được một đầu mãnh hổ gào thét một cái hổ chảo phảng phất muốn đem trời xuyên phá đáng sợ khí tức từ trên thân vương sĩ phát ra đại sảnh bên trong thổi lên trận trận gió lốc không ngừng hướng phía chu vi khuếch tán đám người kinh hãi vương sĩ hắn điên rồi sao lại dám ở chỗ này động thủ hắn muốn làm gì hắn cũng không có điên hắn là cố ý hắn muốn nhìn một chút gọi mộc vĩnh cái kia ra hỏa có bao nhiêu lợi hại thăm dò mộc vĩnh thực lực sao đám người trong nháy mắt minh bạch nếu như mộc vĩnh thực lực cường đại như vậy thì thật dễ nói chuyện lấy lễ đãi chi nếu như không có thực lực vậy liền không có ý tứ mặc dù đám người nghị luận lên nhưng là trên thực tế cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt bành vô hình khí lãng chấn động khuếch tán ôi mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh luống cuốn tay chân ngăn cản vương sĩ một kích. Lữ Thiếu Khanh cũng giống vừa rồi vương sĩ như thế, liên tiếp lui về phía sau, đem mặt đất dẫm ra dấu chân thật sâu. Ngân thương sáp đầu, trông thì ngon mà không dùng được, không ít người thấy cảnh này về sau, nhịn không được cười lạnh, thần thái cũng trở nên nhẹ nhóm, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn ngập coi nhẹ. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, kết quả lực cũng liền ngẩn ấy vương sĩ nhìn thấy chính mình một kích liền để lữ thiếu khanh chật vật không chịu nổi trong lòng lửa giận đánh tan hơn phân nửa lớn tiếng cười lên ha ha không ít người thấy thế cười trên nỗi đau của người khác ha ha hắn thảm rồi đúng vậy a à, có bảo vật nhưng không có bảo hộ bảo vật năng lực nhất định là một cái bi kịch một cái phản tổ đẳng cấp huyết mạch một cái ưu tú đẳng cấp huyết mạch hổ tộc cùng viên tộc là sẽ không bỏ qua nguyên tuần cũng là lắc đầu vừa mới nhìn đến lữ thiếu khanh khoan thai đập lấy linh đậu còn tưởng rằng là một cao thủ không nghĩ tới là một cái bao cỏ nguyên tuần trên mặt tự nhiên mà vậy mang lên mấy phần vẻ ngạo nhiên thực lực thấp người không có tư cách để hắn lấy lễ để tiếp đón nguyên tuần trong lòng thầm nghĩ vương sĩ một kích liền để hắn chật vật như thế ta xuất thủ một kích phía dưới hắn không chết cũng phải trọng thương hắn lần nữa bỏ qua lữ thiếu khanh đối tiểu bạch nói tiểu gia hỏa cùng ta trở về người sẽ có được tốt nhất phun trồng. Trở về sẽ lần nữa xác nhận tiểu bạch huyết mạch độ tinh khiết, một khi huyết mạch độ tinh khiết xác định là ưu tú, tiểu bạch sẽ trở thành viên tộc dòng chính, trọng điểm bồi dưỡng, tương lai sẽ trở thành viên tộc kình thiên trụ. Bên cạnh không ít yêu thú sau khi nghe, Nhao nhao đối tiểu. Bạch ném lấy hâm mộ ánh mắt, đạt được phương tộc một trong viên tộc thái tử tự mình hứa hẹn, trọng điểm bồi dưỡng, đây là bao nhiêu yêu thú mơ tưởng đã cầu đồ vật. Vương sĩ cũng là như thế, Đối đại bạch nói, ngươi nhất định là hổ tộc tương lai trói mắt nhất tân tinh, không muốn lãng phí huyết mạch của ngươi, theo ta hồi tộc bên trong, bất kỳ yêu cầu gì ngươi cũng có thể sách. Đại bạch cùng tiểu bạch phản ứng như ra nhất trí, cùng nhau lộ ra coi nhẹ biểu lộ. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, này này, các ngươi chơi cái gì? Cướp người A, muốn đem bọn hắn mang về nhà, cũng phải hỏi qua ta cái này làm đại ca cùng không đồng ý mới được. Một lời không hợp liền động thủ, có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi đại ca, vương sĩ cùng Nguyên Tuần ánh mắt đồng thời rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Nếu như là thường nhân, bị hai cái đỉnh cấp thái tử ra nhìn chằm chằm, khẳng định sẽ bị dọa nước tiểu. Lữ Thiếu Khanh không có áp lực chút nào, đi vào trước mặt hai người, mặc dù thấp một đầu, lại cho người ta một loại không kém hai người cảm giác. Dù là vương sĩ cùng Nguyên Tuần ánh mắt lạnh lùng xuống tới, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức, cũng không có thế nhưng Lữ Thiếu Khanh nửa điểm. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với hai người bọn họ, như là đối mặt với hai người bình thường, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. người tính là gì đại ca? vương sĩ đã không có đem lữ thiếu khanh để ở trong lòng, hắn cảm thấy mình nếu như muốn, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giết lữ thiếu khanh. người đừng chậm trễ nàng. nguyên tuần cũng mở miệng, không sai, người nếu là là bọn hắn tốt, ngoan ngoãn để bọn hắn cùng chúng ta trở về. đến thời điểm hai chúng ta tộc cũng sẽ cho người một chút chỗ tốt. chỗ tốt, lữ thiếu khanh nhãn tình sáng lên, sau đó bắt đầu trầm mặc nhưng là con mắt lấp lóe đại sảnh người đều cảm thấy lữ thiếu khanh động tâm dừng một chút lữ thiếu khanh ánh mắt cực nóng nhìn qua vương sĩ cùng nguyên tuần có linh thạch sao bên cạnh hồ tuyết bó tay rồi vị này đối linh thạch chấp niệm thật là sâu đại sảnh đám người cũng là trong lòng ngọa tàu một câu người thế mà muốn linh thạch có chút tiền đồ sao đan dược vật liệu pháp khí thậm chí công pháp cái nào không thơm linh thạch vương sĩ coi nhẹ cười không kiến thức ra hỏa linh thạch mà thôi muốn bao nhiêu có bao nhiêu lữ thiếu khanh con mắt sáng lên thật hắn nhìn qua nguyên tuần hỏi người cũng vậy sao đương nhiên nguyên tuần ngạo nghễ bên trong mang theo khinh miệt chỉ là linh thạch muốn bao nhiêu đều được không kiến thức hương giã chỉ thú xem ra hắn biết rõ linh thạch mà thôi quá tốt rồi lữ thiếu khanh mừng rỡ đối đại bạch cùng tiểu bạch nói hai người các ngươi ra hỏa liền theo bọn hắn trở về đi đám người bó tay rồi đây cũng quá trần trụi đi liên xem như bán bọn hắn cũng phải thận trọng một điểm a vương sĩ cùng nguyên tuần trong lòng cười lạnh cảm thấy trong tộc cho nhiệm vụ quá đơn giản vương sĩ trong lòng càng phát ra ý không sai ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đừng ở chỗ này đi theo hắn lãng phí thời gian lãng phí huyết mạch của mình đi theo chúng ta trở về còn có thể để hắn đạt được không ít chỗ tốt lữ thiếu khanh hỏi vương sĩ thật cho linh thạch nói nhảm đạt được trả lời khẳng định về sau lữ thiếu khanh chỉ vào vương sĩ nói ngươi lấy đạo tâm phát khái thể. Vương Sĩ hừ lạnh một tiếng, "Không vui, ngươi tính là gì đồ vật? Cũng dám chất vấn ta? Ta nói cho liền cho, chỉ cần ngươi mở miệng." Nói đùa, đường đường hồ tộc thái tử, sẽ cho loại người như ngươi thề. "Nằm mơ đi." Nguyên Tuần lười nhác cùng Lữ Thiếu Khanh nhiều lời, đối với hắn nói, "Ra giá đi, chúng ta thân là vương tộc, không có khả năng cho không khởi linh thạch." Chương 1508. Chó con ngậm miệng. Trong đại sảnh trong lòng mọi người nhịn không được gật gật đầu, vương tộc cường đại, không đơn giản bởi vì bọn hắn cao thủ nhiều như mây. Vương tộc có tiền cũng là bọn hắn cường đại nguyên nhân một trong. Đừng nói linh thạch, lượng lớn cao cấp đan dược, vật liệu, pháp khí, công pháp các loại, vương tộc đều có. Toàn tê, không thắng nhíu mày, bên cạnh tộc nhân thấp giọng nói, công tử, có phải hay không muốn ngăn cản rồi. Đại bạch là hổ loại nhất tộc, tiểu bạch là vượn loại nhất tộc. Nếu như bị hồ tộc cùng viên tộc đem bọn hắn mời chào đi, thực lực nhất định tăng nhiều. Tẩu thú tộc hiện tại vương là huyền tộc, muốn tiếp tục duy trì cục diện như vậy, M, V, O, T, W, con tự nhiên không thể để cho cái khác ba cái vương tộc thực lực tăng nhiều. Toàn thông thắng cũng không phải tới đây xem trò vui, hắn là có nhiệm vụ muốn tới. Chậm đã, toàn thông thắng đứng lên, ta có lời muốn, chó con ngậm miệng, không biết rõ ngăn người phát tài là một kiện rất không có lễ phép sự tình sao lữ thiếu khanh hét lớn một tiếng đánh gãy toàn thông thắng nhỏ chó con tất cả mọi người yên lặng hồ tuyết trực tiếp mắt trọn tròn trong lòng của hắn gầm thét hỗn đản đây là cái gì hỗn đản tiền bối hồ tuyết nhịn không được trong lòng đối lữ thiếu khanh sau cùng vẻ tôn kính cũng tan thành mây khói liên chưa thấy qua dạng này yêu thú bản thể của hắn đến cùng là cái gì lời ta nói tất cả đều mẹ nó như gió thổi bên tai sao đây là vương tộc dòng chính là tấu thú tộc phương sở ở khuyến tộc dòng chính người mẹ nó gọi hắn là chó con muốn chết phải không tại kỳ thành có ai dám gọi khuyển tộc người vì chó con hồ tuyết ôm đầu cảm giác được khó có thể tin cái này hỗn đản tiền bối có thể mọc như thế đại chân là kỳ tích trước kia không ai đánh chết hắn sao toàn thông thắng bên này cũng là ngây ngẩn cả người tại kỳ thành lần thứ nhất bị người hô làm chó con tốt nửa ngày đều không có kịp phản ứng Lữ Thiếu Khanh nhưng không có quản người chung quanh phản ứng, hắn xoa xoa tay, cười tủm tỉm đối Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần nói, để cho ta ra giá đúng không? Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần ánh mắt ngạo nghễ, một bộ người tùy tiện ra giá, chúng ta đều cấp nổi dáng vẻ. Tốt ha, à, Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, mỗi người các ngươi cho ta 500 ức, hết thảy 1000 ức linh thạch là được rồi, 1000 ức mai linh thạch. Trong đại sảnh chúng đám yêu thú lại lần nữa mắt trợn tròn, hoài nghi mình nghe lầm hồ tuyết nhịn không được bụng mặt ngươi thật đúng là dám nói a à. ngươi biết rõ một nghìn ước mai linh thạch là khái niệm gì sao cái này cần tiêu hao bao nhiêu đầu khoáng mạch mới được một nghìn ước mai linh thạch ngươi có phải hay không cảm thấy tất cả mọi người là yêu thú toán học không tốt không biết rõ một nghìn ước khái niệm sao hồ tuyết trong lòng lần nữa gầm thét bản thể của hắn đến cùng là cái gì dạng gì yêu thú sẽ đối với linh thạch cố chấp như thế vương sĩ cùng nguyên tuần cũng là ngây ngẩn cả người liếc nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh nghỉ. Một người 500 ước mai linh thạch, làm bọn hắn là cái gì? Trong nhà khai thác mỏ núi sao, vương sĩ gầm thét, người đang nói cái gì? Các người muốn đem ta người mang về, một người 500 ước mai linh thạch, thế nào, giá cả rất công đạo a à? Lữ thiếu khanh tiếu dung không thay đổi, cực kỳ giống một cái tham tiền, con mắt đều híp lại, ta thế nhưng là xem ở hai vị là vương tộc thái tử phân thượng nếu là người khác, khẳng định không phải cái giá này. Vương sĩ cùng Nguyên Tuần cảm giác được ngực khó chịu, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dáng cười mị mị, có loại đánh người xúc động. Vương sĩ càng là ở trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết rõ như thế, vừa rồi hẳn là tăng lớn điểm lực lượng hung hăng thu thập hắn dừng lại tốt, 500 ức mai linh thạch, hai người bọn họ vương tộc không phải không bỏ ra nổi tới. Nhưng là không có khả năng lấy ra, cũng sẽ không lấy ra. Lấy ra, bọn hắn ăn cái gì, uống gì, còn muốn hay không nội tình còn nữa cho nhiều như vậy linh thạch người khác sẽ ý kiến gì bọn hắn vương sĩ lạnh lùng nói công đạo lúc đầu định cho ngươi một điểm chỗ tốt hiện tại xem ra vẫn là ta nhân từ cho là ngươi biết lái giá mấy trăm vạn mai linh thạch thậm chí ngàn vạn mai linh thạch không nghĩ tới ngươi nha trực tiếp lấy ức cất bước vương sĩ trong lòng nhịn không được may mắn mới vừa rồi không có thể không phải khẳng định xong đời thật vô sỉ ra hỏ a à, nguyên tuần không có giống vương sĩ như thế thái độ băng lãnh bất quá cũng không có bao nhiêu sắc mặt tốt cho Lữ Thiếu Khanh, hắn nói, một ngàn vạn mai linh thạch, cộng thêm đan dược, pháp khí, công pháp người tùy tiện tuyển, về sau người cùng Tiểu Bạch lại không bất luận cái gì liên quan. Ngược lại hắn đối Tiểu Bạch nói, đi theo hắn loại này yêu thú, có thể có cái gì thành tựu. Uổng phí hết huyết mạch của người cùng thiên phú, hồi tộc bên trong, tương lai người không thể so với tạ yếu. Lữ Thiếu Khanh Tiểu Dung ngưng kết, khó có thể tin hỏi, các người không có ý định cho linh thạch trong lòng mười phần thất vọng, rất khó chịu chỉ vào hai người mắng to lên, quỷ nghèo, không có linh thạch ở trước mặt ta giả trang cái gì cái đuôi lớn sói. Liên điểm ấy linh thạch đều không bô ra nổi đến, còn không biết xấu hổ liếm láp mặt nói mình là vương tộc, vương tộc có nghèo như vậy sao? Sau đó còn nắm vuốt cái mũi phất phất tay, quỷ nghèo, cách xa ta một chút, ta không ngửi được quỷ nghèo hương vị. Đại sảnh bên trong đám người kinh hãi, lại có thể có người dám dạng này mắng vương sĩ cùng Nguyên Tuần, chẳng lẽ hắn không sợ phía sau hai người vương tộc sao? Hồ Tuyết càng là bụng mặt, hận không thể để cho mình đã hôn mê. Chết chắc, lần này thật chết chắc, đến cùng là cái gì cầu thí tiền bối a? À? Nói trở mặt liền trở mặt, so lật sách còn nhanh hơn. Còn tưởng rằng là một cây đùi, ôm vào, có thể làm cho chính mình đạt được vô số chỗ tốt. Không nghĩ tới là một cây lụa trắng, chính mình một đầu sông tới, muốn đem chính mình cho treo cổ. Hồ Tuyết khóc không ra nước mắt, sớm biết rõ như thế hắn tại chỗ liền thành thành thật thật đợi ở bên ngoài không nghĩ trở lại kỳ thành nhìn qua lữ thiếu khanh tức giận bất bình giống như một bộ bị người đùa bỡn dáng vẻ hồ tuyết rất muốn nhào tới bóp lấy lữ thiếu khanh cổ lớn tiếng chất vật ngươi là không nghe thấy ta vẫn là ngươi chính là một cái lăng đầu thanh không biết rõ vương tộc đáng sọ vương sĩ cùng nguyên tuần bị mắng mộng bức quỷ nghèo cái gì thời điểm có người dám dạng này mắng qua bọn hắn rồi tiểu tử ngươi muốn chết vương sĩ cùng Nguyên Tuần đều không phải là cái gì tốt người có tính khí. Hai người giận tím mặt, cường đại khí thức mãnh liệt mà ra, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh ngay tại chỗ xé thành mảnh nhỏ. Làm sao, quỷ nghèo còn muốn đánh người, nơi này là tổ thú tộc Vương Thành, là giảng pháp luật đem trật tự địa phương, không phải là các người có thể dương oai địa phương. Lữ Thiếu Khanh lui lại một bước, ở trong mắt người khác là ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ. Hồ Tuyết muốn rên rỉ vài câu, đây là hắn lo lắng sao nghĩ đến tại kỳ thành nơi này có người vì hắn chủ trì công đạo. Ngây thơ ra hỏa là thế nào sống đến bây giờ, không ai quản quản sao, lữ thiếu khanh lớn tiếng quát lên, hồ tuyết tuyệt vọng, xong đời, cái này hỗn đản tiền bối quả nhiên là một cái lăng đầu thanh, đế quan lâu, đầu óc đều tú đậu. Bỗng nhiên, lữ thiếu khanh ánh mắt rơi trên người toàn thông thắng, chất vấn lên, thân là vương tộc huyền tộc mặc kệ quản sao. Chó con, người xác định không mở miệng, chương 1509 thân là quyền tộc, người sợ cái gì? Đám người ánh mắt nhịn không được rơi trên người toàn thông thắng. Tất cả mọi người biết rõ, quyền tộc là không nguyện ý nhất hổ tộc cùng viên tộc đạt được đại bạch tiểu bạch. Một cái phản tổ đẳng cấp huyết mạch, một cái ưu tú đẳng cấp huyết mạch. Đều có thể để hai tộc thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại vương xuất từ quyền tộc, chính là dựa vào đánh bại hổ tộc đời trước thái tử thượng vị. Nghe nói quá trình có chút ám muội hổ tộc những năm gần đây cũng bị quyền tộc chèn ép, thực lực uể oải không ít hồ tộc một khi đắc thế đứng mũi chịu sào nhất định là quyền tộc thậm chí liên liên tại trận những thế lực này cũng sẽ không tốt hơn một vị phản tổ huyết mạch tồn tại thuận lợi trưởng thành tương lai có thể nhẹ nhõm chân áp một thời đại toàn thông thắng sắc mặt vô cùng khó coi hắn đã ở trong lòng không ngừng hỏi thăm lữ thiếu khanh cả nhà đến cùng là cái gì tạp chủng yêu thú cầu thả sinh ra như thế một cái cực phẩm miệng quá mẹ nó chán ghét chán ghét đến làm cho người hận không thể tự tay xé. Chó con, ta mẹ nó là khuyến tộc, không phải chó con, liền phải gọi cũng phải gọi ta đại cầu. Toàn thông thắng không muốn ra âm thanh, hận không thể vương sĩ cùng Nguyên Tuần xuất thủ đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù, hắn tới đây là có nhiệm vụ, vừa rồi mở miệng, chính là muốn ngăn cản, nhưng đã bị người hô chó con. Hiện tại còn để hắn mở miệng, hắn còn không có tiện đến cái kia tình trạng. Hắn cho bên cạnh bàn người đánh cái nhãn thần bên cạnh bàn chính là hùng tộc hung tí. Hung tí mặc dù hình dáng cao lớn thô kịch, nhưng là đầu óc tuyệt không đần. Toàn thông thắng một cái nhãn thần tới, lập tức ngầm hiểu. Hắn đứng lên, thân thể khôi ngô thậm chí muốn so vương sĩ, nguyên tuần cường tráng mấy phần. Mặc dù chỉ có nguyên anh kỳ thực lực, nhưng tương tự tràn ngập cảm giác áp bách. Hắc hắc, có chuyện hào hào nói nha, hung tí nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trung thực đôn hậu, như là một cái hàm hàm người hiền lành đứng ra khuyên can mọi người chớ có tổn thương hòa khí cầu hùng người cầm miệng cho ta vương sĩ gầm thét một tiếng khí tức bay thẳng hung tí mà đi hóa thần lực lượng để hung tí đen xì mặt trở nên đến thảm phảng phất bản thể của hắn không phải hắc hùng mà là bạch hùng bất quá chung quanh lại nhao nhao tuôn ra từng đạo lực lượng đem vương sĩ lực lượng triệt tiêu vương sĩ công tử làm gì như thế lón hỏa khí đâu đúng vậy a à, đem chính mình khí xấu coi như không xong nơi này là phong nhã lâu làm hỏng đến thời điểm hồ tộc sẽ có ý kiến đây vương sĩ công tử ngồi xuống có chuyện hảo hảo nói nha đừng một cái nông thôn đồ nhà quê chấp nhặt mọi người ra tay trợ giúp hung tí nhao nhao lên tiếng thuyết phục vương sĩ nhìn như hảo tâm trên thực tế vương sĩ cùng nguyên tuần trong lòng sáng như hương. hai người nhìn lấy ngồi đầy cùng thế hệ người trong lòng cảm nhận được một cô áp lực ngoại trừ hồ tộc cùng viên tộc không có người hy vọng đại bạch gia nhập hồ tộc tiểu bạch gia nhập viên tộc. Hôm nay nơi này không có phổ thông khách nhân, tới đều là kỳ thành các đại thế lực, muốn nói không có hồ tộc, khuyến tộc ở phía sau trợ giúp, hai người bọn họ một trăm cái không tin. Người ở đây đại biểu cho kỳ thành đại bộ phận thế lực, bọn hắn phản đối, cho dù là hai cái vương tộc liên hợp lại cũng không nhất định có thể đè ép được. Lữ thiếu khanh dương dương đắc ý nói, đúng không, nên thật dễ nói chuyện. Không có linh thạch chứa học người ta mạo xương đầu to, còn tùy tiện ra giá, không có khả năng cho không khởi linh thạch, nha nha, khẩu khí thật là lớn. Dạng như vậy muốn bao nhiêu vô sỉ liền có bao nhiêu vô sỉ. Vương sĩ cùng Nguyên Tuần bị tức muốn chết, nhưng lại một thời gian không thể thế nhưng. Coi như bọn hắn giết Lữ Thiếu Khanh, hôm nay cũng khó có thể đem Đại Bạch Tiểu Bạch mang về nhà. Một thời gian, hai người có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Đều quá nhãn trước cái này ghê tởm ra hỏa. Vương sĩ cùng Nguyên Tuần nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, bị Lữ Thiếu Khanh làm thành như vậy, có chút khó xuống đài, trong lòng đối hắn sinh ra sát ý. Lữ Thiếu Khanh không hề để tâm hai người ánh mắt, không có áp lực chút nào, làm sao? Không phục sao, vương tộc liền có thể ỷ thế hiếp người, muốn làm gì thì làm. Không thấy được chân chính vương tộc, khuyến tộc chó con ngồi ở chỗ này sao? Người ta ôn tổn lễ độ, hiển thị rõ vương tộc phong độ, các người đây. Giống bên đường chưa hóa hình con chuột, một điểm vương tộc khí chất đều không có. Đám người ánh mắt nhịn không được rơi trên người Toàn Thông Thắng. Toàn Thông Thắng mặt không biểu lộ, thậm chí cái eo thẳng tắp, tựa hồ đang cố gắng duy trì lấy vương tộc khí độ, nhưng mà trong lòng lại là đang thăm hỏi lấy Lữ Thiếu Khanh cả nhà. "Cô ý a, à, cô ý nói những lời này, hắn hiện tại liền xem như hoàn khố đệ tử, cũng phải giả ra là một vị khiêm khiêm công tử." Nhìn thấy Toàn Thông Thắng còn không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng. Thanh âm sục sôi, làm sao không dám nói lời nào sao? Người bây giờ thế nhưng là thứ nhất phương tộc khuyến tộc đại biểu, người đang sợ cái gì? Lời này vừa ra, mọi người im lặng, mà toàn thông thắng không mở miệng không được, lại không mở miệng, thật là có khả năng có lời đồn đại truyền đi nói hắn cái này khuyến tộc công tử sợ vương sĩ cùng nguyên tuần. Hướng tiểu nhân tới nói, hắn mất mặt, hướng lớn tới nói, khuyến tộc mất mặt, toàn thông thắng chừng lữ thiếu khanh một chút, châm trước một phen tiếng nói về sau, mới chậm rãi mở miệng nơi này là phong nhã lâu, không phải đánh nhau lâu. Đây là hồ tộc sản nghiệp, hai vị ở chỗ này đánh nhau, dễ dàng đả thương chúng ta vương tộc ở giữa hòa khí. Ý tứ cũng là mười rõ ràng xác thực, mặc dù bị lữ thiếu khanh hô chó con, nhưng là tại đại sự trước mặt, hắn vẫn là đứng tại lữ thiếu khanh bên kia. Bất quá trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Hồ tuyết mắt trợn tròn, khuyển tộc thế nào, bị người mắng, còn phải giúp người nói chuyện. Toàn thông thắng cái gì thời điểm trở nên hèn như vậy rồi. Hồ Tuyết cảm giác được chính mình đầu óc không đủ dùng. Hắn một thời gian nghĩ không minh bạch trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Loáng thoáng có một loại cảm giác, lại bắt không được. Loại này như là trong sương mù cảm giác, để Hồ Tuyết muốn bắt cuồng. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, lại có xúc động bóp lấy Lữ Thiếu Khanh cổ hỏi thăm rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, bình tĩnh đi trở về cái bàn bên này, một cước đem Tiểu Bạch đạp đến một bên sau đó tại nguyên tuần như muốn phun lửa ánh mắt thản nhiên ngồi xuống, đúng rồi nha, đây là phong nhã lâu, không phải hổ lâu, đánh nhau có cái gì tốt. Mọi người tới đây cũng không phải muốn nhìn hỏng bét hán tử đánh nhau, đến, hồ ly tinh đâu. Trên hồ ly tỉnh A, tất cả mọi người tới, không có hồ ly tỉnh ra khiêu vũ. Đều trốn đi xem kịch sao, không còn ra, tin hay không mọi người canh chừng nhã lâu phá hủy, chương 1510. Cái gì tiểu lão hổ, trực tiếp con mèo nhỏ hồ tuyết lần nữa che mặt hắn a à, người này đến cùng là ăn cái gì lớn lên người ở ngay trước mặt ta hô hồ, hồ ly tinh còn chưa tính ta đánh không lại ngươi không cùng người so đo hiện tại ngay trước toàn bộ người hô hồ, hồ ly tinh ngươi là trần trụi không đem hồ tộc để vào mắt ngươi có phải hay không coi là hồ tộc không còn cách nào khác có phải hay không cảm thấy tứ đại vương tộc dễ nói chuyện ngươi có phải muốn chết hay không khuyển tộc ngươi hô chó con có phải hay không hồ tộc ngươi muốn hồ tiểu lão hổ viên tộc ngươi hô tiểu hầu tử toàn bộ đại sảnh đám yêu thú cũng là im lặng đến cực điểm bọn hắn không minh bạch lữ thiếu khanh đến cùng có cái gì lo lắng dựa theo cái này tư thế hắn đã đem tứ đại vương tộc đều đắc tội xong tại kỳ thành đắc tội tứ đại vương tộc là chán sống sao toàn thông thắng thế mà ở trong lòng sinh ra mấy phần tiêu tan nguyên lai like cũng không phải là nhắm vào mình một người hù không biết rõ chết sống vương sĩ hừ lạnh một tiếng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã tựa như nhìn xem người chết đồng dạng. Hồ tộc thực lực bây giờ tại tứ đại trong vương tộc là hạng chót, nhưng hồ tộc lại là thông minh nhất cũng là nhất hẹp hòi một cái vương tộc. Trước mặt mọi người hô hồ ly tỉnh, tuyệt đối phải bị hồ tộc gỉ hận bên trên. Đặc biệt là cái kia nữ nhân, Nguyên Tuần lắc đầu, không biết rõ chỗ nào xuất hiện ra hỏa, không biết rõ trời cao đất rộng. Hắn tiến lên một bước, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, ta không biết rõ ngươi đến cùng có cái gì lo lắng dám ở kỳ thành phách lối. ta có thể nói cho ngươi, không có người bảo đảm ngươi, ngươi nhất định phải chết. hiện tại tốt nhất biện pháp là để hắn đi theo ta hồi tộc bên trong, ta bằng vào ta viên tộc tín dự cam đoan, có thể bảo đảm các ngươi một mạng, đồng thời để các ngươi đạt được các ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. a, à, lữ thiếu khanh bẹp một viên linh đậu, xem thường hỏi, có 500 trăm ước mai linh thạch sao? ta, nguyên tuần thể nội huyết khí đột nhiên sông lên sắc mặt đột nhiên đỏ lên một cái, kém chút nội thương. Nguyên, N, N tuần cũng có gào thét xúc động, nói tới nói lui, chính là không vòng qua được đi linh thạch, người có phải hay không thần lằn. Chỉ có loại kia xấu xí thần lằn mới ưa thích sáng tinh tinh đồ vật. Hồ tuyết lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, sau cùng thiện ý cũng bị cự tuyệt, cái này hỗn đản, hào hào một tay bài, kết quả đánh cho nhão nhuệt. Có đại bạch cùng tiểu bạch tại, có thể thuận lợi treo lên hồ tộc cùng viên tộc, có hai đại vương tộc bảo bọc, Tại kỳ thành nơi này có thể đi ngang Kết quả, một ngụm chính là 500 ước mai linh thạch Thật coi vương tộc là đồ mốc sao Chọc giận bọn hắn, kết quả là, đừng nói linh thạch, liền mạng nhỏ đều không gánh nổi Bị vương tộc coi trọng đồ vật, cái gì thời điểm có thể trốn được bọn hắn lòng bàn tay Người ta hiện tại cho người bậc thang, cho người mặt mũi, người ngược lại tốt Để người ta đưa tới hảo ý xé thành nhão nhẹt không nói, còn vứt trên mặt đất dùng sức giấm biết rõ tiên lễ hậu binh là có ý gì sao? Đợi đến bọn hắn động thủ, lộ ra thực lực cường đại thời điểm, người hối hận cũng không kịp. Hồ Tuyết nhìn nhìn lại tiêu y, hắn cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Tiêu y cười tủm tỉm ngồi, ăn đồ vật, đút cái kia gọi tiểu hắc nha đầu, đồng thời còn cười tủm tỉm nhìn xem náo nhiệt. Như là người ngoài cuộc, không có nửa điểm nghĩ tham dự vào ý tứ. Xong đời, Hồ Tuyết trong lòng kêu rên, một cái so một cái không đáng tin cậy chính mình muốn hay không đi trước đính chế một bộ quan tài đâu. Nghe nói có chút quan tài có thể hộ người hồn phách, để cho người ta thuận lợi đầu thai chuyển thế. Bất quá sau đó tưởng tượng, phủ định ý nghĩ này. Đặt trước cọng lông, đến thời điểm mọi người hôi phi yên diệt, ném cọng lông thai. Nguyên tuần bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến muốn nội thương, vương sĩ dứt khoát cười ha ha một tiếng, chỉ vào đại bạch nói, người sớm tối đều phải cùng ta hồi tộc bên trong. Sau đó Lý đều không để ý tới Lữ Thiếu Khanh, trực tiếp đi tìm cái địa phương ngồi xuống hắn sợ cùng lữ thiếu khanh nói nhiều một câu sẽ nhịn không được ra tay với lữ thiếu khanh bây giờ không phải là xuất thủ thời cơ tốt không có linh thạch cũng đừng giả đầu to con mèo nhỏ hồ tuyết phun ra phốc phốc len keng đại sảnh những người khác cũng phun ra gây nên hỗn loạn lung tung hồ tuyết nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh cảm giác được khó có thể tin hắn mèo nguyên lai like mình vẫn là nghĩ quá đơn giản cái gì tiểu lão hổ không tồn tại cái này hỗn đản trực tiếp hô con mèo nhỏ thật đúng là dám hô nguyên tuần bên này lúc đầu cũng nghĩ nói mấy câu lại đi ngồi xuống bất quá nghe được lữ thiếu khanh thế mà hô vương sĩ là con mèo nhỏ hắn hẳn dứt khoát ngậm miệng lại lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn cũng không muốn bị hô một câu tiểu hầu tử vương sĩ cái mông vừa ngồi xuống vừa nghe đến con mèo nhỏ ba chữ như là bị kim đâm vỗ bàn đứng dậy bịch một tiếng trước mặt cái bàn chia năm xẻ bảy Ngươi nói cái gì, không có người để ý tới quản sao. Lữ thiếu khanh lại lớn tiếng hô hào, hồ ly tinh đâu. Ra à, núp ở phía sau mặt, không phải là muốn nhìn xem con mèo nhỏ đến khi phụ chúng ta những này khách nhân sao. Khách nhân, đám người càng thêm im lặng, biểu hiện của ngươi chỗ nào giống một cái khách nhân. Ha ha, bỗng nhiên truyền đến tiếng cười như chuông bạc, tựa như tiếng trời, trong đại sảnh quanh quẩn. Đồng thời trong không khí không biết rõ khi nào đã nổi lên một cỗ mùi thơm đám người tựa hồ thấy được vô số hoa tươi nở rộ, mùi thơm xông vào mũi tràng cảnh. Chư vị, làm gì tranh cãi lộn nhau nhau đâu, tựa hồ một cỗ màu hồng nhạt sương mù đánh tới, chờ đến đám người tập trung nhìn vào, trong đại sảnh không biết rõ khi nào xuất hiện một cái màu hồng thân ảnh. Phân tử phụng tiên váy, có chút đong đưa, kiều nộn khuôn mặt, thủy linh con mắt, tựa như tiên nữ giáng lâm, khuynh quốc tuyệt sắc. Thanh âm cũng là ôn nhu ngọt ngào, như là tiểu muội nhà bên, có thể đại sát bốn phương nhưng mà theo sự xuất hiện của nàng, cơ hồ là trong đại sảnh tất cả mọi người như lâm đại địch. Liên liên vương sĩ, nguyên tuần thân thể có chút ân. Thiêng về phía sau, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, đại sảnh bên trong đám người, bao quát toàn thông thắng đối người tới hành lễ, gặp qua hồ yên tiểu thư. Tiêu y bên này hiếu kỳ đánh giá hồ yên, hồ yên cái tên này nàng nghe hồ tuyết nói qua, hồ tộc thái tử, cũng có thể nói là hồ tộc công chúa. Cùng vương sĩ, nguyên tuần, còn có toàn thông thắng đường ca toàn đỗ cùng là vương tộc tứ đại vương tử tương lai tẩu thú tộc vương sẽ từ bốn người bọn họ bên trong quyết gia mà hồ tuyết trong đó cường điệu đề cập qua hồ yên là tứ đại vương tử bên trong người thông minh nhất cái khác ba người hoặc nhiều hoặc ít đều trên tay hồ yên thua thiệt qua tại kỳ thành bên trong có người khẳng định hồ yên là lần tiếp theo vương tiêu y mới mặc kệ cái gì vương không vương thái tử công chúa cái gì nàng ánh mắt rơi vào hồ yên trên bộ ngực âm thầm gật đầu ân vẫn được cùng ta không sai biệt lắm dạng này mới bình thường nha tới đây đã kết thúc tập này cảm ơn đã nghe hết tập này hẹn gặp lại tập kế tiếp